Không biết cái này sao, một chiếc nữa là bạn là 5 chiếc nha. Chung thì những chiếc này thì tính thì không lỏng khá là vô nha các bạn. À, 4 chiếc này các bạn quá thôi nè các bạn ơi, chiếc ghe câu của Bình Định nha các bạn. Rồi chiếc trước này là chiếc của Long An các bạn ơi, trước này là ghe cầu chiếc Long An. Quá rồi chiếc thêm ơn sau một chiếc nữa các bạn là 5 chiếc nha. Chung thì những chiếc này thì đánh đi trong vòng tháng là vô nha các bạn. Ồ, 4 chiếc luôn nè các bạn, quá đẹp luôn. Đầu là Bình Định 93454 TS nha các bạn ơi. Rồi chiếc sau biển số gì đây, 92086 TS. Chung thì ghe này thì dài cỡ 10 mấy mét trở lại ha các bạn ơi. Rộng thì nó cỡ khoảng tầm 3 mét ngoài trở lại thôi. Rồi Bình Định 30936 TS. TS là thủy sản nha các bạn. Rồi có huy hiệu của cờ Việt Nam mình nè. Mấy cảnh tàu chảy thôi anh ơi. Màu sơn đẹp quá là các bạn. Đây, Bình Định 30970 TS. Ghe câu nha các bạn. Yeah, okay.
mọi người nha. Và hôm nay tiếp tục chia sẻ là cái cảnh của ghe câu của Bình Định các bạn ơi. Rồi ghe câu này đây mang bản số là 31160VS nè, câu Bình Định nha. Lưới bao, là lưới đèn luôn đó các bạn, lưới đèn, lưới bao, lưới dây của Bình Định luôn đó. Mẫu này là mẫu lớn nha các bạn. Chiếc đang lại đó các bạn ơi, để coi cho nó là nhìn này gì, cái xa giống làm nghề lưới cản quá các bạn. Coi ghê đó, coi ở đâu vậy. Lưới cản của Vũng Tàu các bạn ơi, 8063 đây hết lưới cản nha. Gió quá các bạn. Dữ rồi, ghe này chắc xuống đá với muối rồi nhiều quá nè, thẩm dằn lái quá. Ghe đó của Vũng Tàu các bạn. Có chủ ghe hay gì?